Kính mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 29 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành công tác bàn giao cọc giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. Đối với công tác kiểm kê lập phương án bồi thường, đã tổ chức họp dân công khai dự án và công khai cơ chế chính sách đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án. Hiện đã xác định 23 khu tái định cư, tổng số lô đất cần xây dựng khoảng 2.163 lô đất để bố trí tái định cư cho 1.077 hộ dân bị ảnh hưởng dự án, với tổng diện tích quy hoạch xây dựng dự kiến hơn 120 ha. Ban quản lý dự án cũng đã phối hợp với các đơn vị thực hiện xong công tác kiểm kê, lập biên bản xác nhận hiện trạng và thỏa thuận di dời, xác định 198 vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá cao nỗ lực của các ban quản lý dự án, các sở ngành và địa phương đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số nhiệm vụ chưa kịp tiến độ do yếu tố khách quan nên cần phải khẩn trương tổ chức thực hiện trong thời gian đến. Ban quản lý dự án 2 đã tích cực phối hợp với ban quản lý các công trình giao thông tỉnh, các sở ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ đúng thời gian tiến độ. Nhưng vẫn còn một số nhiệm vụ thực hiện chưa đúng với yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi không chịu trách nhiệm về tổng kinh phí bồi thường đã được phê duyệt do thấp hơn 1.000 tỷ đồng so với nhu cầu bồi thường giải phóng mặt bằng. Về việc cắm cọc mốc giải phóng mặt bằng, ban quản lý dự án 2 cần rút kinh nghiệm, hạn chế việc phát sinh thay đổi dẫn đến bị động cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi trình Sở Giao thông Vận tải thẩm định phê duyệt tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 2 tháng 8 năm 2022. Thực hiện công tác chỉ định thầu từ tư vấn đến xây lắp các khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật theo nghị quyết 18 và các kết luận của chính phủ.